VIP. Vâng, kính thưa mọi người, hôm nay bạn Mi vẫn không quên là bạn dạy bạn mặc cái bộ đồ mình không biết là quần áo của ai, nhưng mà nhìn rất giống con tôm khô mọi người. Nào bạn quay một vòng. Tạm thời mà trường mình đang không quen biết. Đây mọi người nhìn nữa. Mặc bộ đồ này công nhận là tôn lên cái giá của bạn Mi. Rất giống con tôm khô.